Bánh rán thì mọi người có thể là cầm cả cái để ăn, còn đâu mọi người cũng có thể là cắt nhỏ ra như này này. Thì mình không dùng tay cầm trực tiếp mà mình sẽ dùng đũa hoặc là dùng dĩa, cái đấy là tùy sở thích thôi. Bánh thì nó rất là dẻo, nhưng vì là nó rán bằng mỡ, là đồ nếp xong rồi lại ngọt, cho nên ăn rất là dễ chán. Ăn ít thì ngon nhưng ăn nhiều thì không ngon. Ăn chỉ được một vài cái, hoặc có khi là chỉ ăn được một cái, thậm chí là chỉ ăn mấy miếng là chán. Nó ăn ít ít theo kiểu thưởng thức thôi thì ok. Trừ những người thích đồ nếp ấy, hoặc trường hợp đặc biệt ấy, còn đa phần là bánh này là nó ngập trong mỡ, rán ngập trong mỡ, rán xong rồi vẫn còn đầy mỡ, cho nên là đa phần là mọi người sẽ rất khó để ăn được nhiều, không nhiều người có thể ăn được nhiều loại bánh này. Mọi người có thể chấm nước mắm được mà ăn không cũng được, hoặc là hòa cái hòa nước mắm chua ngọt nhạt nhạt ra ăn cùng với lại cà rốt hoặc là su hào hoặc là đu đủ ngâm đấy, hoặc là tổng hợp. Nói chung là tùy sở thích, mỗi cái là mỗi kiểu nước chấm. Nó có một cái kiểu ngon riêng. Rồi khi mà ăn được vài miếng ấy, thì sẽ có xu hướng là bị ngấy và bị chán. Ăn một lát khế chua chấm với muối ớt hoặc là muối ô mai. Vừa bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng, vừa để gọi là để cho nó sạch miệng đi, với cả nó thay đổi khẩu vị đi, nếu không thì mình sẽ không thể ăn được nhiều bánh rán ấy. Cái này là xử lý rồi nhé, xử lý cái độ cay độ đắng rồi thì nó chỉ còn cái độ xốp với cả độ thơm á. Thì ăn xong như thế đó, thì mình ăn xong miếng khác, kiểu mình lại thấy ngon trở lại. Bánh dẻo, ngọt, có độ ngấy của mỡ. Ăn nhiều thì không ăn được, nhưng mà ăn chơi chơi thì thỉnh thoảng ăn thì lại thấy ngon. Mọi người dùng dĩa cũng được nhé. Bánh rán thủ công rồi này, nó rất là dẻo, mọi người có thể là ăn bằng dĩa hoặc là bằng đũa đều được. Đây nha, mình dùng đũa mình gắp để mọi người nhìn nó rõ hơn này. Cái bánh này nó rất là dẻo, ăn cảm giác nó dẻo dẻo, nó dẻo của cái bột gạo nếp ấy, nó cũng ấy lắm. Mọi người có thể là ăn không hoặc là chấm nước mắm hoặc là chấm với cả nước mắm pha chua ngọt với cả đu đủ hư hào. Nếu như trường hợp ăn bánh rán không á thì mọi người khó ăn được nhiều, tại vì nó ngọt, nó hay ngán.
nếu mà ăn kèm, ví dụ như là mình ăn được vài miếng bánh rán xong mình lại ăn vài lát khế chua, vài lát đồ ăn kèm này, chấm với cả muối ớt hoặc là bột bột gọi là muối ô mai, thì sau khi ăn cái vị chua đấy, mình quay trở lại mình ăn cái bánh rán này thì mình sẽ lại thấy là cái bánh rán nó không còn ngấy nữa. Mà nó trở nên là dễ ăn hơn, ngon hơn. Hoặc là đồ ăn kèm đã khử vị đắng thì cái này nó còn cái vị cay cay thơm thơm đấy, vị xốp xốp cay cay thơm thơm, không cay nữa mà là nó xốp xốp thơm thơm, thì nó cũng phù hợp để ăn kèm.